Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin trường đại học Anh có nên đổi tên trường vì món quà của nữ tỷ phú Việt Nam hay không. Một trường thuộc đại học Oxford của bên Anh sẽ đổi tên để vinh danh bà Nguyễn Thị Phương Thảo, nữ tỷ phú duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách tỷ phú năm 2021, được cập nhật từ tạp chí Forbes sau khi nhận được 155 triệu bảng Anh do doanh nhân này đưa tặng. Tờ báo The Guardian đăng tin này với nhiều chi tiết chính xác so với một vài suy diễn có phần lệch lạc trên các trang mạng trong nước. Báo này của Anh với số ra đầu tháng 10, một đã loan tin trường Lindhurst thuộc Đại học Oxford danh tiếng sẽ xin phép hội đồng tư vấn cho đổi tên trường cao đẳng Lindhurst thành trường cao đẳng Thảo sau khi trường này ký kết bản ghi nhớ tương thuận với tập đoàn Sovico của doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo. Đây là hình ảnh trường Lindhurst thuộc Đại học Oxford và nữ tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Lindhurst là một trong những trường thuộc Đại học Oxford thành lập vào năm 1962 theo tên nhà văn, nhà khoa học, y tế và nhà cổ điển thời Phục Hưng Thomas Lindhurst. Đại học Oxford cho hay trường Lindhurst sẽ dùng tài khoản đóng góp hiếm hoi 155 triệu bảng Anh của bà Phương Thảo để trang trải chi phí cho một trung tâm sau đại học và học bổng tiếp cận sau đại học. Tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh, nguyên giám đốc ngôn ngữ và giáo dục quốc tế của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, nguyên tư vấn cao cấp của Ủy ban chuyên trách người Mỹ gốc Á, trực thuộc Nhà Trắng ở Washington DC, giải thích về tầm quy mô của Đại học Oxford như sau. Trước hết, chữ college ở đây không đồng nghĩa với trường đại học cao đẳng Việt Nam mà nó tương đương với hệ thống đại học ở Hoa Kỳ. University là đại học chính rồi, trong đó có nhiều trường nhỏ hơn. Bên Anh thì mỗi trường nhỏ hơn đó có thể gọi là các college hay các school. Nó theo từng phân khoa, ví dụ các phân khoa kỹ thuật hoặc phân khoa khoa học hoặc các phân khoa trường nhân văn, vân vân. Lịch sử Đại học Oxford bắt đầu từ thế kỷ thứ 13, lúc đó có rất nhiều đại học nhỏ độc lập quanh đó. Dần dần thì Đại học Oxford gom những đại học nhỏ độc lập về dưới trướng của trường này. Hiện tại hệ thống Oxford có tới 39 trường nhỏ cộng thêm 6 đại học nhỏ về tôn giáo. Đây là hình ảnh Oxford University, đại học danh giá bậc nhất tại Anh Quốc và là mơ ước của rất nhiều sinh viên. Một trong những trường đó mà họ đang muốn đổi tên là Lindhurst, sát nhập vào Oxford vào hồi năm 1962. So với chiều dài lịch sử của hệ thống đại học Oxford thì nó không phải là mới, nhưng việc đổi tên ở đây mà phải nhớ rằng Lindhurst chỉ là một trong 39 trường nhỏ trong hệ thống trường đại học Oxford. Theo báo The Guardian thì món quà tặng trường của bà Phương Thảo, nữ tỷ phú giàu nhất Việt Nam, người có khối tài sản khoảng 2,8 tỷ USD và được xếp ở vị trí thứ 1111 trong danh sách tỷ phú đô la vào năm 2021 do Forbes công bố. Bà là người đồng sáng lập, chủ tịch kiêm tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet Airlines. Việc nữ tỷ phú Việt Nam tặng tiền cho một trường đại học ở Anh cũng gây sự xôn xao dư luận tại Việt Nam và cả ở các nước vì số tiền tặng được bà Thảo trao hết một lần chứ không phải dùng hàng năm như những trường hợp khác trước đó. Các trang blogger trong nước cũng đã trích lại thông tin này từ nhiều nguồn khác nhau, song đã gây không ít hiểu lầm về khoản đổi tên như đã nói. Trong khi đó thì trang Viettime, tạp chí điện tử của Hội Truyền thông số Việt Nam, có bản tin khá trung thực với tựa đề "Một trường thuộc Viện Đại học Oxford muốn mang tên tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo, vì sao như vậy?". Đây là hình ảnh Shell Vietjet tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo. Xung quanh vấn đề đổi tên của một trường đại học ở Anh vì lý do được một nữ tỷ phú Việt Nam tặng tiền, giáo sư nhà giáo dục Mạc Văn Trang nhận định như sau. Đến 50 tỷ đô la hay 50 tỷ bảng Anh thì người ta cũng không thể nào đổi tên. Lịch sử và giá trị của Oxford thì không tiền nào mua được danh hiệu đó cả. Chỉ là một college thôi, tức là gọi Thảo, collector, đặt tên hay đổi tên cơ sở giáo dục trong một đại học là chuyện có thể xảy ra, còn thay tên một đại học chính không phải là chuyện dễ, là phát biểu của bà Dương Kim Mỹ, người Mỹ gốc Việt, thành đạt, đã tài trợ cho một trường kỹ sư ở Mỹ và một trung tâm dịch vụ sinh viên ở Milan. Chúng tôi, Long Nguyễn và Kim Mỹ Dương, cách đây 10 năm, có cho Đại học York Mason 5 triệu USD để xây cái trường. Thành ra họ đặt tên là Long và Kim Nguyên Building. Cách đây không lâu thì chúng tôi có tặng cho Bonjour May, tức là Đại học Cộng đồng 1 triệu USD
đã làm lễ khánh thành vào hôm 28 tháng 10. Họ chỉ nêu tên chúng tôi trên cái building đó chứ không đổi tên trường. Montgomery Collection vẫn là trường như vậy và cũng như các trường khác vẫn là tên y hệt. Và đây được câu hỏi đặt ra là có tiếng hay là mang tiếng. Tại Oxford vẫn mang tin trên báo The Guardian đã có nhiều ý kiến thắc mắc về khoản quyên góp của bà Phương Thảo. Nhiều người đặt câu hỏi rằng kinh doanh của tập đoàn Sovico do bà Phương Thảo làm chủ tịch bao gồm cả việc thăm dò dầu khí ngoài khơi, tài trợ nhiên liệu hóa lỏng cũng như hãng hàng không tư nhân đầu tiên của Việt Nam thì liệu đổi tên là Thảo Collection có đúng với tiêu chí môi trường xanh của Oxford hay không? Đây là hình ảnh thông báo trên trang web chính thức của trường về món quà 155 triệu bảng Anh từ bà Thảo và tập đoàn Sovico, đồng thời cũng cho biết rằng họ đang xin phép để đổi tên trường thành Thảo College. Tiến sĩ Nguyễn Lâm Kim Oanh đã giải thích về vấn đề này như sau. Theo bài viết trên tờ tạp chí The Guardian thì có hai luồng dư luận chính. Một là số tiền đủ lớn để người ân nhân có đáng được ghi nhận, chuyển đổi tên cũng không phải là lần đầu xảy ra. Một điểm nữa là đại học nhỏ đó không có quá trình lịch sử lâu dài, nên việc đổi tên không phải là vấn đề lớn. Phía chống đối thì không chống việc đổi tên, nhưng nói là theo nghiên cứu của họ thì bà Thảo đứng đầu, Sovico là công ty dùng rất nhiều nhiên liệu, không phải từ thiên nhiên. Mà trường đại học đó lại muốn đi về hướng môi trường xanh, họ thấy hai chuyện đó đối ngược nhau thì họ lên tiếng phản đối. Tờ báo Guardian còn dẫn lời tiến sĩ Maria, giảng viên văn học Pháp tại Oxford nói với tờ Telegram rằng không nên thay đổi tên trường đại học chỉ vì một món quà lớn đã được thực hiện, rằng sự biết ơn đối với số tiền của bà Thảo có thể được thể hiện theo những cách không xóa bỏ ý nghĩa của việc quyên góp. Được biết, tập đoàn Sovico đã cam kết là tất cả các công ty con của họ phải đạt được mức carbon ròng bằng không vào cuối năm 2050. Còn dư luận trong nước đối với việc này ra sao? Một blogger không muốn nêu danh tính viết trên trang RFA như sau. Nói thẳng mình có ý cụ thể như này, một doanh nghiệp tư nhân trong cơn khủng hoảng này mà lại có sẵn một số tiền lớn để tài trợ một đại học, chuyện đó cần phải đánh dấu hỏi. Thứ hai nữa là một công ty kinh doanh bình thường của Việt Nam mà giàu nhanh, giàu sổi là người ta có vấn đề của người ta. Đây là hình ảnh báo Dân Việt đặt vấn đề tại sao các trường đại học của Việt Nam chưa được tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tài trợ. Một đại học lớn mà nói chính xác là đặt cược danh tiếng của mình vào một doanh nghiệp giàu sổi, giàu bất bình thường và người dân nghi vấn thì mình cho đấy là một sự ngây thơ. Những đại gia Việt Nam giàu sổi như thế thì kinh doanh đó có liên quan đến rửa tiền hay tham nhũng hay không? Phải hiểu là ông Tổng Bí Thư đang đốt lò ầm ầm ở Việt Nam thì bất cứ một ngày nào đó ông Tổng Bí Thư moi một cái doanh nghiệp giàu sổi nào đó ra để tống vào lò thì cái trường đó mất danh tiếng rất nhiều. Mình nói là ngây thơ là ở chỗ đó. Còn giáo sư Mạc Văn Trang thì cho rằng ông không ngạc nhiên chuyện trường này muốn đổi sang tên Thảo College mà chỉ có điều ông thấy tiếc. Nhiều người nói là nước mình, người dân còn khổ quá, nhiều trường học vùng sâu vùng xa vô cùng tồi tàn, giáo viên ở đó thậm chí không có lấy cái nhà đàng hoàng tử tế để ở. Thế mà lại không giúp đồng bào của mình mà đem tiền để giúp một đại học giàu có như vậy thì người ta thấy là ngược đời, khó hiểu, không đồng tình. Mình cũng có cảm giác như thế. Xem ra chuyện đổi tên ở một trường đại học Oxford không đơn giản mà phải chờ một thời gian nữa, và khi dư luận trên mạng khen thì ít mà chê thì nhiều về món quà tặng của CEO Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ hai ngày 8 tháng 11 năm 2021 với bản tin Trường Đại học Anh có nên đổi tên trường vì món quà của nữ tỷ phú Việt Nam hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.